Hello anh em nha. Thì hôm nay mình lên một cái clip muốn chia sẻ với anh em một vấn đề về cái bạc đạn đó anh em. Thì nhiều anh em hay còn gọi nó là vòng bi. Thì mình thấy một điều đó là rất nhiều anh em vẫn chưa có thể là nhận biết được khi mà đi mua đó thì hàng nào là hàng thật, hàng nào là hàng giả. Thì hôm nay mình làm một cái clip này chia sẻ với anh em về cái bạc đạn. Thì cái số bạc đạn hôm nay mình chia sẻ anh em đó là cái số bạc đạn 6205 của hàng Koyo Nhật Bản đó anh em. Thì cái số này đó ở trên thị trường á là nó rất là thông dụng. Thì tùy theo anh em mua về sử dụng làm gì đó, nhưng mà cái số này thường á hay là được sử dụng để làm con lăn đó anh em. Con lăn đó thì thị trường nhu cầu rất là nhiều, nên là mình muốn chia sẻ với anh em đặc biệt là cái số này để anh em khi đi mua hàng á có thể phân biệt được chất lượng của hàng hàng thật em ha. Thì đầu tiên á thì anh em nhìn qua hình thức của cái hộp, đây là hàng Koyo Nhật chính hãng nha anh em đó. Thì hình thức bao bì nó như thế này đó. Ở đây nó có một cái tem 3D nè anh em đó. Rồi ở đây cũng có một cái nữa, ở đây thì có mã QR, anh em có thể dùng điện thoại quét cái mã QR này ra. Rồi keo dán hộp. Rồi mình sẽ mở ra cho anh em xem ở bên trong hàng như thế nào nha. Đây là hàng Koyo chính hãng của Nhật nha anh em. Đây là một cái số rất là thông dụng ở trên thị trường và cũng bị làm giả khá là nhiều. Thì nếu anh em mà có kiến thức á, thì nhận biết được thì sẽ rất là tránh là được cái tình trạng mua nhầm được cái hàng giả đây nè. Đây đây là cái loại bít nhựa hay còn gọi là bít cao su nha anh em đó. Thì cái mã này của nó là 6205 2RS. 2RS có nghĩa là hai nắp nhựa. C3 có nghĩa là cái khe hở giữa vòng bi và ca đó anh em, ca ca ngoài và ca trong nè, thì nó sẽ đóng có cái chữ C3 nè. Có nghĩa là có khe hở C3, khe hở giữa bi và ca trong ca ngoài. Thì mục đích của cái C3 này là để khi mà máy mình hoạt động á, nó sinh ra nhiệt độ thì có C3 thì nó sẽ tránh được những cái tổn hại cho vòng bi của mình nha anh em. Đây hình thức đóng hộp, đóng gói. Đây là dạng túi túi ni lông anh em ha, thì được hàn nóng ở hai đầu nè đó, như thế này. Mình sẽ xé bịch ra, nó là cứng anh em, nó cứng đây. Anh em thấy rõ không? 6205 RS. Bên này là Koyo, bên này là Japan. Bên đây tương tự và có cái chữ C3 ở trong ca. Thì anh em để ý có các cái vòng bi của Nhật đó, nếu những cái vòng bi nào mà có khe hở thì nó sẽ được khắc ở trên cái ca nha anh em. Ca có nghĩa là đây, nên là người ta gọi là ca ngoài nè, đây là ca trong. Những cái vòng bi mà có nắp á, nắp sắt hoặc là nắp nhựa thì mã số vòng bi sẽ được in nổi ở trên cái nắp đó nếu nó là nắp nhựa, và in chìm nếu mà nắp nó là nắp sắt đây. Chứ nó không có in ở, nó không có khắc ở như cái ca của bi nha em. Nếu vòng bi có nắp thì ký hiệu vòng bi sẽ được ghi ở trên nắp. Còn nếu vòng bi mà không có nắp á, thì lúc đó người ta mới khắc lên cái ca của nó. Đây. Mình quay cận cảnh cho anh em xem ha. Đây là hàng chính hãng Koyo Nhật Bản nè anh em. Thì hàng chính hãng á, khi mà anh em quay bằng tay như thế này á, thì cảm giác của nó, cái bít của nó là rất là kín. Đây là cái loại bít chống bụi và chống nước, nên khi mà quay á thì anh em sẽ cảm thấy là nó hơi rít rít, nhưng đó mới đúng là
cái công dụng của cái nắp cao su này nha anh em. Đó, thì nó sẽ bảo vệ cho cái vòng bi của mình tránh sự xâm nhập của bụi và nước. Đó, nắp nhựa là mục đích trước khi sử dụng ở những cái môi trường mà nhiều bụi và nhiều nước, đặc biệt là nhiều nước. Đó, và cái vòng bi này nó ứng dụng rất là nhiều. Thì thường hay sử dụng ở trong các con lăn đó nè, con lăn ở trong các cái nhà máy có tiếp xúc nước đó. Thì mình làm clip này muốn chia sẻ với anh em, những anh em nào mà chưa có kinh nghiệm hoặc là chưa có sự hiểu biết về cái vòng bi mà chính hãng á, thì qua clip này thì cũng hy vọng là sẽ giúp ích được anh em một phần nào đó khi mà anh em đi mua bạc đạn anh em ha, bạc đạn là vòng bi vậy đó. Đấy, để tránh mua phải hàng giả nha anh em. Đó. Quay cận cảnh lần nữa cho anh em xem kỹ ha. Ở cái mặt tiếp xúc giữa cao su và cái ca trong ca ngoài á, người ta làm, hãng làm rất là tỉ mỉ anh em. Quay nó có cái độ rít, thì rít như vậy thì nước nó mới khó xâm nhập vào trong cái bi ở trong này. Ở trong này thì có sẵn là mở rồi đấy anh em. Cô vô thì bên ngoài họ có phủ thêm một cái lớp mỡ chống sét nữa, rất là kỹ. Đó. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ với em về cái vòng bi cô vô 6205 lớp nhựa này, để anh em nào mà bên thu mua vật tư hay là mua về xài gì đó thì anh em có chút kinh nghiệm để anh em lựa chọn cho nó đúng nha anh em. Đó. Rồi. Thì clip của mình hôm nay ngắn gọn như đó thôi. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Hãy ủng hộ mình bằng một lượt đăng ký kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chào tạm biệt anh em nha.